Xin chào tất cả anh em đã đến với channel kiếm tiền tiếp theo của mình nha. Mình vẫn chơi đánh con Awin anh em nha. Mình thì vẫn chính là bên Long Hồ anh em nha. Còn đây mình vào lật bài xem kiếm lấy vài tay anh em ạ. Nên kiếm vài tay lấy bốn múc Long Hồ anh em ạ. Đấy anh em lật lật ăn non này, bài ăn non này ok đấy anh em ạ. Poker hoặc là bên poker iWin này này, trên dưới này. Đây mình đang bị thua sâu rồi. Lật kiếm vài tay. Rồi ngon luôn, 8 lít luôn anh em ạ. Tí mình kéo lên lại đó mà. Chung đánh anh em đánh rồi coi nó kèo nó về về kiểu gì anh em nhá. Đấy, nếu mà cứ anh em vào gặp con 7 con 6 7 8 9 thì cầu nó khó đấy, anh em cứ nhận tiền trước đi, đừng có cược thêm. Anh em cược lấy vài tay. Vậy thì thỉnh thoảng anh em ăn kèo trên kèo dưới, ví dụ mấy con tỷ lệ cao á. À, mà tầm em cực càng cao thì tỷ lệ nó về càng cao. Đấy. Đấy, đấy giờ anh em có năm anh em bắt dưới phát là ăn một cú vào miệng ngay, mà thỉnh thoảng em bắt cầu đấy nha. Đấy mình đã ăn át rồi này. Đấy nó ăn ăn rồi đấy anh em, thỉnh thoảng anh em bắt cỏ đấy là đủ luôn, lập đổ luôn đấy. Đây mình vào mình chơi Long Hồ với các đại gia đây. Mất nó không sao anh em nha, mấy tay đầu mất không sao anh em ạ. Mất mà trong kiểm soát của mình là được. Em nó từ 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 đánh lên thôi. Cầu nào anh em cảm thấy bắt được thì bắt. Cầu này chắc mình vào hổ đây. Nhìn đang cầu 22 rồi. Mong ra cầu 22. Hai long hai hổ. Đấy. Tuyệt luôn anh em ạ. Nói chung anh đánh trò này với anh em để cho nó ra nhiều nhiều cầu tí. À. Lúc đó anh em đánh. Đây mình lái sang hổ anh em nhá. Có 2 triệu hổ đi. À long chứ, nhầm. Mong nó về cầu 22. Có địch con máy ăn vào con 3 luôn anh em ạ. Khả năng nó về biệt thổ rồi. Không sao, còn 1 triệu đánh lên gỡ anh em ạ. Đang về hổ đây anh em, phang hổ nha. Đấy, làm vài tay là kéo là ngay anh em. Nói chung cái này là thắng thua là chuyện bình thường, anh em đánh về theo dõi bàn. Nhiều bàn nó khác nhau lắm, chứ không bàn nào giống bàn nào đâu. Xem cầu nó đang về cầu gì thì mình đặt cầu đấy. Đây mình đánh long này, anh hổ đây. Đấy lụm ngay thôi. Không, cầu này mình đặt sang sang
Thăng Long anh em nhá. Lái Thăng Long này. Đấy. Tuyệt ngay. Thỉnh thoảng anh em phải soi cái cầu người ta đặt nữa anh em nhá. Nó cũng liên quan đến cầu cược nữa. Cầu cược của các anh em đại gia vào đấy. Đấy, tuyệt ngay thôi. Lượm kèo ngay đó anh em ạ. Vào long tiếp anh em nhá, đang long thì anh cứ vào long đi. Ui hòa rồi. Thỉnh thoảng anh em có nuôi hòa thì họ nuôi anh em nha, cái này 1/8 thôi cơ đấy. Sau bắt sang long nhân đảo cầu, thường thường về hòa nó sẽ đảo cầu đấy. Bắt sang hổ chứ. Tám củ ngay vào miệng luôn anh em ạ. Này mình vào 5 củ đi, 5 củ hố đi anh em ạ. Đấy anh em đánh dần dần nó lên 4 thôi. Con nhỏ thì anh em đánh nhỏ dần dần nó lên, nhưng mà anh em phải trừ. Đấy, ăn rồi. Ăn luôn rồi anh em ạ. Uy tín luôn đấy. Dần dần nó có 4 rồi anh em đánh lên. Chứ anh em đừng có xanh chín là được. Em đánh có điểm dừng là được. Với lại trừ cái vốn lại cho mình. Đây mình là vào long đây anh em này. Anh em nhìn cầu anh em vào nhá. Đấy. Có uy tín luôn anh em ạ. Bảy bảy cú ngay thấy em thấy tuyệt vời chưa? Mình chốt chắc tầm chốt thêm một tay này anh em ạ. Chốt thêm một tay nữa. Cái video này hơi dài nên là mình cắt ra anh em nhá. Mình cắt lại hôm sau mình ra video phần tiếp theo của cái này anh em nhá. 22 củ. Hôm sau mình đánh lên mấy chục củ đấy. Bàn này mình còn đang chơi mà. Nên anh em bấm theo dõi kênh mình nhá. Còn video hôm nay thì mình kết thúc tại đây thôi. Hôm sau thì mình ra phần tiếp theo. Link thì mình để dưới phần mô tả đây anh em nha. Anh em đào về chơi nha. Rồi, xin chào anh em hôm nay nha.